Này thì lúc nào mình cũng sẽ học cấu trúc của chuyển hóa ha, nhưng mà thực ra cái phần quan trọng nhất của mình là chuyển hóa, tại vì hóa sinh là liên quan tới những cái chuyển hóa ha. Còn cái cấu trúc này các bạn học trong những học phần khác rồi, thì hiện nay cũng tương tự như cái bài cấu trúc Lucid đó, thì tôi chỉ nhắc lại một vài cái cơ bản để mình nắm thôi ha, còn những cái phần còn lại của về cấu trúc đó, các bạn phải tự xem nha. Rồi thứ nhất là về đại cương, về cái chất lipid đó, nó là hợp chất nó rất đa dạng về mặt cấu tạo, thì các bạn xem trong một cái cấu trúc của nó có rất là nhiều thành phần nó tham gia trong đó. Nó sẽ có axit béo, nó có ancol, rồi nó có cái đường, rồi nó có thêm nhóm phosphat nữa ha, rất là nhiều thứ ha. Nó có thể nghe gắn vào chung vào trong đó nên nó rất đa dạng về mặt cấu tạo. Rồi cái tính tính tan của nó đó thì nó sẽ tan trong những dung môn là nó cùng với chất với nó ha, thì mình nhớ như vậy cho đơn giản ha. Thì mình biết là lipid thì nó kém phân cực, nên cái những cái dung môn nào cùng mảnh chất kém phân cực như nó, như là dung môn ete hoặc là benzen hoặc là chloroform này, nó sẽ tan tốt trong những cái dung môn đó, tại vì cùng bản chất với nó ha. Còn những cái dung môn mà phân cực, ví dụ như nước chẳng hạn ha, nước thì phân cực, còn những cái lipid thì nó đâu có phân cực ha, thì nó sẽ kém tan nha. Này, mặc dù cái cấu trúc nó phức tạp đến cỡ nào đi nữa thì lúc nào bên trong nó cũng phải có hai cái thành phần tối thiểu nhất là axit béo với là ancol ha. Và hai cái thành phần này sẽ liên kết với nhau bằng liên kết ester, cái này là cơ bản này ha, mình biết là axit mà kết hợp với ancol thì sẽ tạo ra ester, cái liên kết này liên kết ester ha. Mình phân biệt với những cái phân liên kết mà mình sẽ gặp rất là nhiều như liên kết glycosid chẳng hạn, liên kết ete vân vân ha, rất là nhiều cái loại liên kết như liên kết peptide nữa, mỗi một cái cấu trúc nó có liên kết khác nhau. Thì mình phải dùng đúng với tên của những cái liên kết này ha. Rồi cái lipid đó, nó có thể kết hợp với là những cái thành phần khác không phải là lipid ha, để tạo nên những cái hợp chất ha, những cái, ví dụ như là lipolipid hoặc là lipoprotein nè. Lipolipid là mình có gặp trong cái bài đại đường rồi ha. Cái phần đường mà kết hợp với phần lipid đó, thì nó có vai trò là những cái thụ thể trên mạng tế bào đó ha. Thì trong cái bài đường mình có gặp, trong cái bài này mình gặp lại ha, là lipid nó kết hợp với đường. Rồi ngoài ra lipid còn có thể kết hợp với protein ha, nó gọi là lipoprotein. Thì một số cái đại diện tiêu biểu của cái nhóm lipoprotein này như là HDL, LDL mà mình có thể gặp trong những cái xét nghiệm khi mình đi xét nghiệm máu ha. Thì nó là những cái nó gọi chung nó là lipoprotein các bạn, những cái HDL, LDL là đều là lipoprotein ha, nó có vai trò là vận chuyển lipid ở trong máu. Các cái nguồn lipid trong tự nhiên thì nó có cả nguồn dự trữ và cái nguồn đặt cấu tạo lên mạng tế bào ha. Thì các cái lipid dự trữ thì có rất là nhiều ở cả động vật và thực vật. Ở người của mình thì ở những cái thành phần mà mô mỡ ha, những cái nha vùng mình chứa nhiều cái lớp mỡ đó thì nó sẽ có chứa cái lipid trong đó. Rồi ở động vật cũng vậy ha. Rồi ở thực vật đó, thì mình có những cái loại dầu mà mình lấy từ những cái hạt ha, hạt hướng dương, hạt mè, hạt vừng, hạt dầu ô liu gì đó, thì nhờ những cái thành phần này lấy từ thực vật ha, nó chính là những cái lớp lipid dự trữ của cái lớp thực vật, của những cái loại thực vật ha. Lipid dự trữ này thì nó sẽ thường là cái dạng trung tính ha. Nó là do cái glycerol kết hợp với lại cái axit béo mà tạo thành, nó là trung tính, tức là nó không axit không kiềm vậy ha. Rồi, ngoài ra thì còn có cái phần lipid cấu tạo lên màng tế bào, cái phần này thì nhiều vô kể luôn ha. Mình thấy là bất kỳ một cái màng tế bào nào cũng có một cái lớp đôi phospholipid nó bao bọc xung quanh ha, thì cái phospholipid đó chính là mà là lipid đó các bạn. Mình thấy lipid tham gia vào cấu tạo rất là nhiều trong cơ thể của mình ha, và đặc biệt với một số cái tế bào như tế bào thần kinh chẳng hạn ha, những cái mô đó thì cái lớp lipid rất là nhiều ha. Nên sau này các bạn học về những cái thuốc mà nó đi qua được hàng rào máu não chẳng hạn ha, thì nó phải có cái tính thân dầu ha. Rồi cái vai trò của lipid thì nó có khá là nhiều cái vai trò. Thứ nhất là cung cấp và dự trữ năng lượng, cái vai trò này thì giống hệt với vai trò của đường ha. Nhưng mà nó sẽ ưu tiên cái sử dụng đường là trước ha, sau đó nếu mà hết cái nguồn đường thì mới sử dụng cái nguồn lipid. Và cái lượng dự trữ thì mình sẽ thấy là cái lượng dự trữ mà cái lipid nó tạo ra nó nhiều hơn rất là nhiều so với đường ha. Rồi nó sẽ tham gia vào thành phần cấu trúc của tế bào, ví dụ như màng sinh học này ha. Đặc biệt là tế bào thần kinh, là nó là dung môi hòa tan những cái vitamin là thuộc các nhóm tan trong dầu, nhóm A, nhóm D, nhóm E, nhóm K. Thì nếu như một cái chế độ dinh dưỡng mà thiếu hoàn toàn những cái lipid đó, thì cho dù mình có bổ sung những cái vitamin A, D, K này thì nó cũng không hấp thu được vào trong cơ thể của mình ha, tại vì nó không có cái lipid để hòa tan thì nó không hấp thu được. Lipid thì dự trữ ở mô mỡ, có tác dụng cách nhiệt ha, bảo vệ cơ quan. Cái này mình thấy nhiều ở những cái loài động vật ở cái vùng lạnh ha, ví dụ như gấu Bắc Cực hoặc là các con chim cánh cụt chẳng hạn ha, nó có lớp mỡ dày, đó là lipid. Rồi nó là cái chất nhũ hóa của hệ tiêu hóa ha, rồi vận chuyển điện tử hoặc môn chứ không kích nội bào. Ví dụ như những cái hoặc môn aldosterone, testosterone, progesterone, rồi testogen gì đó, những cái đó thì nó đều là cái cấu tạo của nó đều là lipid các bạn.
Nơi cái phức hợp lipoprotein mà lúc nãy tôi có đề cập với các bạn ha, là do kết hợp giữa lipid với protein, là nó có vai trò là vận chuyển lipid ở trong máu ha. Lipid đi từ trong trong ruột và trong máu thì cũng nhờ lipoprotein ha, đi từ gan và trong máu thì cũng nhờ lipoprotein. Tí nữa mình sẽ gặp những cái dạng cụ thể này sao. Về cái phân loại lipid đó, người ta hiện chia cái lipid thành ba cái nhóm ha, là gồm đó lipid đơn giản, lipid phức tạp và những cái dẫn xuất của lipid ha. Nhà thường mình nhớ cái lipid đơn giản, lipid phức tạp mà cái dẫn xuất thì mình hay quên ha. Cái dẫn xuất của lipid thì vẫn tính là lipid nha. Ví dụ như bữa trước mình học về đường á, thì những cái dẫn xuất của đường ha, ví dụ như dẫn xuất của glucose là glucosamine á, thì nó vẫn tính vào lớp đường đó ha, vẫn tính vào cái cấu trúc nào thuộc về đường. Rồi lipid đơn giản á, thì cái cấu trúc nó chỉ có hai cái thành phần tối thiểu nhất mà mình được giới thiệu lúc nãy ha. Một cái lipid cho dù nó như thế nào đi nữa, nó cũng phải có cái phần ancol với phần axit béo, thì lipid đơn giản nó chỉ chứa hai thành phần này thôi, có ancol với axit béo ha. Và trong các cái lipid đơn giản thì mình đặc biệt quan tâm tới cái ít nhất là cái lycerin này mình phải biết nè ha. Lycerin là việc gắn giữa cái glycerol ha, mình thấy cái chữ lyce này là tức là viết của từ glycerol đó. Glycerol là nó gắn với axit béo ha, nếu mà nó gắn với một axit béo thì monoglycerin ha, nó gắn với hai axit béo là diglycerin, nó gắn với ba axit béo thì là triglycerid, và cái cấu trúc mình hay gặp nhất là triglycerid ha. Triglycerid cũng là cái thông số mà mình hay gặp trên các xét nghiệm ha. Mình đi làm xét nghiệm máu gì đó, người ta cũng thường người ta sẽ quan tâm đến thông số triglycerid này. Đây còn cái lipid phức tạp ha, thì mình sẽ có cái mình hay quan tâm nhất là cái phospholipid này ha. Cái tối thiểu nhất mình cũng phải biết về phospholipid ha. Trong đó có hai loại, một cái loại glycerol phospholipid là nó có cái thành phần glycerol trong đó này ha. Nó cấu tạo nên cái lớp màng tế bào của mình đó, màng tế bào được lớp đôi phospholipid, nó cấu tạo từ những cái glycerol phospholipid này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp về cái phần axit béo ha, tại vì một cái cấu trúc của lipid bao giờ cũng phải có chứa cái thành phần axit béo trong đó ha. Nó có ancol với axit béo, nhưng mà ancol thì nó tương đối đơn giản hơn ha, thì cái còn cái axit béo này nó có nhiều vấn đề ha. Thì đây giới thiệu những cái cơ bản các bạn về cái axit béo. Axit béo thứ nhất là nó là một loại axit hữu cơ nha, nó sẽ có cái nhóm carboxylic và nó chỉ có một nhóm thôi, người ta gọi là monocarboxylic ha. Rồi cái mặt của nó là mặt thẳng ha, tức là nó không có những cái nhánh gì trong đó các bạn, nó chỉ có mặt thẳng thôi. Rồi và nó không có đóng vòng vậy ha, nó có số carbon là số chẵn. Mình sẽ nhìn trên thực tế mình sẽ thấy số carbon nó là có thể là 10, 16, 18 gì đó ha, thường là nó sẽ nằm trong khoảng từ 4 đến 36 carbon. Mình có một vài ví dụ như là axit chẳng hạn như ngắn nhất là axit butyric này ha. Axit butyric này nó sẽ có bốn cái carbon. Rồi một số cái axit béo nó sẽ có 16 carbon, chẳng hạn axit benzoic này, 18 carbon là stearic ha, vân vân, có nhiều loại ha, thường là sẽ từ 4 đến 36 carbon. Rồi và người ta chia cái axit này làm thành hai cái nhóm lớn, một nhóm là no với một nhóm là không no ha. Thì cái nhóm axit béo no này thì nó sẽ không có nối đôi trong đó ha, nó được bão hòa hoàn toàn rồi, không có nối đôi nào hết ha. Còn cái axit béo mà không no ha thì nó sẽ có nối đôi trong đó, có thể có một hoặc có nhiều nối đôi ha. Mình nhớ là có hai cái nhóm lớn trong cái axit béo này nha. Rồi về cái cách gọi tên axit béo á, thì mình phải có biết cái cách đánh số ha, thì có hai cái cách đánh số ha. Thì một cách đánh số theo những cái số thứ tự bình thường ha, một cách để đánh số theo các ký tự Hy Lạp. Thì cái cách đánh số này nó nhiều bạn mình cũng không có để ý ha, rồi mình không phải quan tâm cái này nha, tại vì sau này các bạn sẽ còn gặp nữa, ví dụ các bạn học dược liệu, các bạn học về những cái axit béo này cũng có gặp lại đó. Thì cái axit béo ha, thì mình đánh số thì mình sẽ đánh số từ cái carbon có nhóm COH này ha, đây là carbon số 1, nếu mình đánh số ký tự bình thường á thì 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi còn nếu mà mình đánh theo cái chữ Hy Lạp á, thì là alpha beta vậy đó ha, thì mình không có đánh được carbon số 1 này nha, anh carbon alpha là carbon kế tiếp này, alpha beta rồi gamma rồi delta vậy đó ha. Rồi riêng cái carbon cuối cùng ha, cái carbon tận cùng nè, lúc nào nó cũng phải là omega ha. Thì ở đây nếu mà có 6 carbon thì carbon cuối cùng cũng là omega, mà nó có 10 có 18 carbon đi nữa thì carbon cuối cùng cũng phải là omega nha, mình phải lưu ý chuyện này ha. Rồi đây là một vài cái cấu trúc axit béo mình có thể gặp nữa ha. Axit benzoic thì axit này nó sẽ có 16 carbon, và mình nhìn thấy cái mặt carbon nó toàn là những cái nó đơn không ha, không có nối đôi nào trong đó ha. Nhớ là cái nối đôi mình chỉ nối đôi nối đơn gì đó mình chỉ tính trong cái mặt carbon đó thôi nha, còn cái nhóm trước COH thì có nối đôi thì cái nó đương nhiên nó phải có nối đôi này ha. Rồi axit stearic này nè thì nó cũng là chỉ là nối đơn không, thì nó là axit béo no luôn. Rồi cái này có một nối đôi thì là chưa no ha. Axit linoleic này có hai nối đôi thì cũng chưa no ha.
Rồi cái này thì ba nó đôi luôn thì cũng là chưa no, không no ha. Rồi cái cách gọi tên của axit béo á, thì mình có hai cách ha, có cái cách gọi tên thông thường là ví dụ axit palmitic chẳng hạn ha, thì nó lấy từ cái cây cọ dừa đó, thì là cọ dầu thì nó lấy cái chữ palm này nó ghép vào ha. Rồi mà người ta còn có tên gọi quốc tế nữa thì gọi tên theo cái mạch carbon, mình carbon nó có cái số số carbon ha, cái số lượng carbon mình để cho nó mình thấy là mình sẽ gọi cái tên số lượng carbon đó kết hợp với cái chữ OX. À, ngoài ra người ta còn dùng những cái ký hiệu đó ha, thì nhờ những cái biểu về ký hiệu này thì nó tương đối nó dài dòng, nhưng mà mình coi ví dụ cụ thể thì nó cũng đơn giản thôi. À, ở đây ví dụ như mình có cái axit oleic này các bạn, à, nó có ký hiệu là 18 2.1 rồi C delta 9 ha. À, thì mình coi cái cấu trúc cụ thể của axit oleic này ha, thì mình nhìn đây mình sẽ thấy nó có 18 carbon ha, à, đây carbon số 1 ngay phía trên này ha, phần cuối cùng của nó là số 18 này ha, nó có 18 carbon thì mình ghi số 18 ở đây. Rồi và mình ghi dấu hai chấm có cái số 1 ha, tại sao là số 1 đó ha? Mình thấy có một nối đôi này, à, cái nối đôi người ta tô đỏ cho mình ha, có một nối đôi thì ghi số 1 đây, à, ngăn cách nhau bằng dấu hai chấm nha. Rồi còn cái chữ C là gì ha, chữ C là viết tắt của shift hay là can đó ha, nếu mà shift thì ghi C, còn can thì T. Thì đây mình biết là cái nối đôi thì nó tạo nên một cái mặt phẳng ha, thì ở hai bên bờ mặt phẳng này nếu mà hydro cùng nằm ở phía một bên đó, thì là shift, còn nếu hydro nằm về hai bên là can ha, thì đây nó nằm cùng về một phía là shift chữ C. Rồi còn cái delta 9 tức là cái nối đôi ở vị trí carbon số mấy các bạn, à, thì nối đôi đang đang nằm ở vị trí carbon số 9 này, ha, mình ghi là delta 9, à, tức là nó nối giữa carbon số 9 với số 10 á, và ghi biểu cho gọn thì ta ghi là delta 9 này ha. Rồi một cái ví dụ khác là axit là linoleic các bạn, thì nó có ký hiệu là 18 2.2 rồi C delta 9.12 ha. À, thì mình cũng thể dễ dàng mình hiểu được cái ký hiệu này, à, 18 tức là 18 carbon ha, ở đây nó có tổng là 18 carbon, hai ở đây là nó có hai nối đôi ha, à, này hai cái nối đôi ta tô đỏ lên này luôn ha. Rồi chữ C này có nghĩa là do hai nối đôi này cùng là nối đôi ở dạng xít hết ha, hydro nằm cùng một phía hết luôn là nối đôi dạng xít, người ta chỉ cần ghi một chữ C là đủ rồi ha. Rồi nối đôi này ở cái dạng ở cái vị trí là số 9 với lại số 12 ha, à, tức là nó giữa carbon số 9 với số 10 này ha, có một nối đôi, giữa carbon số 12 với 13 có một nối đôi, người ta ký hiệu như vậy ha. Đó là những cái quy ước cái ký hiệu mà mình có thể quan sát cái ví dụ thực tế. Riêng đối với lại cái nối đôi mà với viên đối với cái axit béo no đó thì mình ký hiệu nó cực kỳ gọn thôi các bạn, mình chỉ ghi cái số lượng carbon và dấu 2.0 thôi ha. À, 2.0 có nghĩa là không có nối đôi ha, và mình không cần cái phần gì phía sau nữa cả. À, ví dụ axit stearic này ha, 18 carbon không nối đôi. Rồi khi về cái axit béo mình có hai loại no với phân no, thì cái dạng no thì mình ít có những cái ứng dụng, ít có những cái đặc điểm quan trọng ha. À, mình biết no thường nó sẽ có nguồn gốc chủ yếu là từ các cái dầu mỡ động vật các bạn, trong tự nhiên thì nó sẽ ở cái dạng rắn ha, à, còn cái công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 1COH. Đối với lại axit béo chưa no đó, không no thì mình sẽ có nhiều cái đặc điểm quan trọng hơn ha. À, axit béo không no đó thì nó bình thường nó sẽ thể lỏng ha, nó khác với lại cái no thì nó sẽ thể rắn, còn này đỡ lỏng. Đây thì nó sẽ có nối đôi, có một hoặc nhiều nối đôi, và người ta nhận thấy trong tự nhiên á, à, trong tự nhiên những cái axit béo mà người ta gặp có nối đôi thường ở dạng xít không các bạn. À, mặc dù trên lý thuyết thì vẫn có dạng can ha, nhưng mà ít gặp lắm, đa số là dạng xít thôi. À, đây mình có hai cái tên axit béo là axit béo linoleic và linolenic ha, là gọi là axit béo thiết yếu. À, mình phải hiểu cái từ thiết yếu ở đây là do cơ thể mình không có tổng hợp được các bạn, à, mình hoàn toàn không có cơ chế để tổng hợp ha, mình phải ăn những cái axit béo này vào từ thực phẩm ha, mình cung cấp từ bên ngoài vào, không tổng hợp được thì nó gọi là thiết yếu nha. Rồi hai axit béo này nó cái tên nó na ná như nhau, mình đừng có lẫn lộn ha, cái đuôi cho chỗ này là ít ha, còn cái đuôi này là nít ha, nó chỉ khác nhau tí xíu vậy thôi. À, còn cái cấu trúc thì nó khác về số lượng nó đôi, tí nữa mình sẽ gặp ha. À, linoleic với linolenic này ha, cả hai cái này đều là axit béo thiết yếu. Rồi những cái axit béo mà mình có thể hay gặp này ha, thì mình nhớ là ít nhất thì mình học về axit béo thì mình phải biết tên vài axit béo ha, chứ còn như nếu mà trong quá trình học thực hành mình hỏi mình axit nào là axit béo thì mình không biết gì thì cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ có những axit béo đầu tiên là axit béo no trước đã ha, no hay là bão hòa này ha, thì mình sẽ có axit palmitic này. À, nó có 16 carbon ha, à, cái ký hiệu của nó là 16.0 này. Axit stearic này ha, à, nó sẽ có 18 carbon ha. À, đây là hai axit béo no mình rất hay gặp ha.
Rồi còn axit béo mà không no ha, không no thì mình có nhiều loại, ví dụ olive này ha, olive thì nó có 18 carbon một nửa đôi, còn linoleic ha, tức là axit béo thiết yếu á, nó có 18 carbon hai nửa đôi. Axit béo linolenic cũng là cái thiết yếu này luôn này nha, nó có 18 carbon ba nửa đôi ha. Rồi cái số lượng nửa đôi này, ba cái này đều carbon thì đều là 18 ha, nửa đôi thì nó chỉ hơn kém nhau một. Rồi còn về cái vị trí nửa đôi ấy, thực ra nó cũng tương đối nó dễ các bạn. Nửa đôi đầu tiên là vị trí số 9, nửa đôi kế tiếp nó cách ra ba carbon là 9 12, rồi cái tiếp nữa là 9 12 15 ha. Rồi trong các cái cách gọi tên axit béo mà không no đó, nó còn có một cách gọi tên nữa là gọi tên theo cái họ omega ha. Họ omega thì mình có những cái omega 3 6 9 gì đó ha, rất là nhiều họ omega. Thì tại sao có những cái cách gọi tên để họ omega này? Thì các bạn xem ha, lúc nãy mình nhớ cái quy ước đó, là cái nếu mà gọi tên theo ký tự Hy Lạp đó, carbon đầu tiên là cái carbon số 2 là alpha thì biết rồi ha. Còn cái carbon cuối cùng lúc nào cũng là omega ha. Mình thấy ở đây 18 carbon thì carbon cuối cùng nó cũng là omega. Nó có 20 carbon thì carbon cuối cùng cũng là omega ha. Ở dưới đây nó có 22 carbon ha, carbon cuối cùng cũng là omega. Mình thấy quy ước rồi ha, carbon cuối cùng lúc nào cũng là omega. Rồi từ cái carbon cuối cùng này ha, nếu mình đếm ngược lên mình gặp cái nối đôi ở cái vị trí số mấy á, thì nó sẽ là omega thuộc họ omega mấy đó ha. Ví dụ cụ thể ở đây này ha, mình đếm ngược lên từ số 1 đếm lên nối đôi ở vị trí số 3. Vậy nó chính là thuộc họ omega 3. Cái axit linolenic này nó thuộc họ omega 3 ha. Rồi còn ở đây cũng vậy luôn, cái EPA này ha cũng là một axit béo thì nó là cũng thuộc họ omega 3. Tại vì đếm ngược lên nó gặp nó đôi ngay vị trí số 3 này ha. Ở đây cũng vậy, đếm lên vị trí số 3 là omega 3. Cái chất DHA người ta hay quảng cáo trong sữa có này ha. Đây một cái ví dụ khác nữa, ví dụ đây là những axit linoleic này ha. Thì là carbon cuối cùng omega. Rồi cái nối đôi đầu tiên nó là vị trí số 6 ha. Mình đếm ngược lên á thì gặp cái nối đôi đầu tiên vị trí số 6, vậy nó là omega 6. Cái này cũng là omega 6 ha. Rồi trong cái nhóm axit béo mà không no này ha, nó còn có một cái họ đặc biệt ở trong đó nữa là một cái nhóm eicosanoid ha. Thì cái cấu trúc nó tương đối nó đặc biệt ha. Thì khi mà thỏa những cái cấu trúc này thì nó là nhóm eicosanoid, nhưng mà cái cấu trúc như thế nào thì trong hóa sinh này mình cũng chưa phải đi chi tiết vào đâu ha. Thì có thể sau này mình học hóa dược hoặc là dược liệu gì đó thì mình sẽ để ý kỹ về cái cấu trúc hơn ha. Nó cũng là một axit béo không bão hòa ha, mình chính là mình thấy nó có những cái nối đôi ở đây nè các bạn, nó có nối đôi ha, và cái cấu trúc của cái vòng phía trên này ha, tùy thuộc vào cấu tạo như thế nào thì nó sẽ có những cái tên gọi đặc biệt khác nhau ha. Ở đây mình chỉ biết là cái tên của cái nhóm đặc biệt này tên là cái nhóm eicosanoid ha, và nó có ba cái đại diện, thứ nhất là prostaglandin nè, thứ hai là leucotriene và thứ ba là thrombosan ha. Nó có ba đại diện tùy thuộc vào cái cấu trúc của cái phần ở phía phía đầu này ha. Nó cấu tạo như thế nào thì gọi là leucotriene, như thế nào thrombosan đó thì mình không có quan tâm đó ha. Mình chỉ biết những cái này nó đều là axit béo không bão hòa hết, tại vì cái nào nó cũng có nối đôi trong đó ha. Và nó sẽ có ba cái đại diện thuộc cái nhóm này, đó là leucotriene, thrombosan với lại prostaglandin ha. Đây đó là những cái cơ bản về cái axit béo khang trình. Tôi chỉ giới thiệu tới các bạn tới phần này ha, còn những cái phần ancol và một số cái lipid đơn giản phức tạp các bạn phải về tự xem thêm nha. Tóm lại thì khi nói về axit béo á, là mình phải nhớ nó là một cái axit béo, axit hữu cơ, nó có một cái nhóm COH nó gọi là monocarboxylic, nó có cái mạch carbon là một cái mạch thẳng ha, và nó không có đóng vòng, không có nhánh gì hết, và nó sẽ có cái số carbon thường là số chẵn, số lượng là từ 4 đến 36 carbon. Nó chia làm hai loại, một loại thì không có nối đôi thì nó gọi là axit béo no, một loại mà có nối đôi thì nó gọi là axit béo không no ha. Trong cái nhóm no thì ít cái vấn đề để mình nhớ về nó ha, mình chỉ biết là nó là dạng rắn, chủ yếu trong tự nhiên nó dạng rắn ha. Còn axit béo mà không no đó thì mình có nhiều cái vấn đề hơn ha. Không no thì mình ít nhất thì mình sẽ thấy là nó sẽ có trong tự nhiên là ở dạng lỏng này ha, rồi nó có hai cái axit béo thiết yếu trong đó nữa, thuộc cái nhóm mà không no đó, là gồm có linoleic với linolenic ha. Rồi trong nhóm không no thì mình sẽ còn có thêm cái cách gọi tên để họ omega này ha. Trong nhóm không no mình sẽ có nhóm ba cái đại diện thuộc một cái nhóm đặc biệt trong đó nữa là nhóm eicosanoid ha, đó là prostaglandin, leucotriene với lại thrombosan ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần chuyển hóa ha, thì nhớ những cái phần cấu trúc còn lại các bạn cũng phải về đọc nha.